vạn vật của đời sống, chúng ta luôn luôn lý giải kiến trúc xây dựng dựa trên các cái nền tảng lĩnh hội những tri thức sống. Ở bất kỳ một thời đại nào, một giai đoạn nào, toàn bộ những kỹ năng, kinh nghiệm, các học vấn đều được vận dụng để cải tạo và xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Trong suốt cả một chặng thời gian dài qua, tôi có đề cập và phân tích một mảng miếng trong cái kho tàng tri thức của các tiền nhân. Đó là các cái chuyên đề về phong thủy học. Song xét thấy còn vạn vật trong đời sống hàng ngày có liên quan đến các cái học thuyết. Có điều nó không là phong thủy, nó không là đất đai, nó không là các hướng vị, mà nó còn nhiều các cái tản mạn trong cái đời sống hàng ngày. Tôi chỉ nói ví dụ, vợ chồng cãi nhau có phải chỉ là nguyên nhân đạo đức, là nguyên nhân sinh hoạt, nguyên nhân của đất đai, phong thủy, kiến trúc hay còn một yếu tố nào nữa? Chúng ta làm ăn đang thắng lợi dẫn đến thua lỗ, ngoài yếu tố phong thủy còn cái gì có thể xâm lăng vào? Và mọi chuyện cũng diễn biến lần lượt theo từng các cái chu kỳ thăng trầm của con người. Từ những cái quan điểm trên, từ năm 2020, năm Canh Tý, chúng tôi chính thức đặt ra loạt chương trình để phân tích các dữ kiện, các sự kiện và các thông tin đã được đề cập của nhiều những cái chu kỳ của hàng nghìn năm trước cho tới nay, từ kinh nghiệm canh tác, kinh nghiệm các cái kinh nghiệm đối kháng và các cái yếu tố để chúng ta mong ước. Những yếu tố trên, tiền nhân đã làm gì và họ đã xử lý thế nào? Chúng tôi lĩnh hội những tri thức đó và mong muốn truyền đạt những lĩnh hội này để chúng ta tham khảo nhằm bổ sung trong các cái kiến thức mà chúng ta đang đấu tranh để đưa cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhân cái sự khởi đầu của một cái chương trình mới mà ông vừa nói, vậy thì nhân tiện cái khởi đầu của cái chuỗi sự kiện tới thì tôi xin phép được hỏi ông một cái vấn đề liên quan đến những cái ngày gần nhất này là những ngày Tết. Theo như phong tục tập quán của cha ông ta để lại thì đêm giao thừa nhà nào cũng cần phải có một cái mâm cỗ để cúng ngoài trời ấy ạ. Vâng, cúng ngoài trời. Vậy thì nếu với cái kiến trúc xây dựng của các cái nhà chung cư hiện nay không sân trời, không hành lang, nghĩa là không có một điều kiện nào để cúng ngoài, để mâm ngoài trời đấy ạ. Vậy thì trước cái điều kiện thực tế đó thì cái vị trí nào trong ngôi nhà sẽ tương ứng để thay thế được cái việc để cái mâm lễ cúng tế ở ngoài trời thưa ông? Nó có hai vấn đề mà trong phong thủy học đã đề cập. Một là trong tam yếu của dương cơ, cửa cổng, phòng khách và cái vị trí thờ tự. Người ta từ trước đến nay ấy, đang lẫn giữa xác định cái hướng vị của ban công và cửa ra vào, đang bị lộn xộn chỗ này. Nhưng cửa là cửa, ban công là ban công. Dù cửa có 1 mét và ban công 100 mét thì ban công cũng chỉ tính là ban công chứ không thể tính là cửa. Vậy thì khi xem xét một ngôi nhà chung cư là vẫn phải lấy tiêu chí cửa chính làm chuẩn mực để xác định tọa hướng. Đây là yếu tố thứ nhất. Cửa chính trong tính của kiểu tinh thì vẫn được tính là mặt trời hay là thuộc động. Thế còn đáy nhà là thuộc tĩnh, hoặc gọi là sơn. Sơn là đáy nhà và hướng thì là phía đằng trước. Do vậy mà tất cả các ngôi nhà chung cư khi không có hành lang, không có sân phơi, không có một điều kiện, có thể ở một cái tầng thứ 80 thì không thể đi xuống dưới đất để chúng ta thắp hương. Thì trong các cái nguyên tắc này thì không phải đến bây giờ có chung cư chúng ta mới lúng túng việc này. Vì đã có những cái đăng đàn, họ làm những cái lễ đăng đàn cao, phải tới khoảng chừng vài trăm mét. Thì cái vị trí mà đối với cửa chính vẫn là chuẩn mực để người ta nhìn về cửa chính để người ta tế lễ. Do vậy mà các nhà chung cư khi muốn tế lễ, những hành lễ mang tính ở ngoại biên của phong thủy ấy, thì chỉ cần mặt xoay lưng vào trong nhà, mặt hướng về cửa chính lễ. Và như thế chúng ta đã hoàn chỉnh được gần như lễ ngoài trời rồi. Tức là chúng ta trong đó đã có vị trí bàn thờ. Vâng.
Nhưng mà bàn thờ đấy chỉ được dùng trong nội phong thủy, còn ngoại phong thủy là chúng ta đặt mâm đó nhìn về hướng cửa chính. Vâng. Để thế, đấy chính là lễ ngoài trời. Dạ. Rõ ràng rằng đã phát sinh một vị trí thứ hai, tức là vị trí này đã thay thế hoàn toàn các yếu tố trên. Còn nếu chúng ta có điều kiện ngoài sân, ngoài sớm, ban công rộng, hành lang, tôi không nói làm gì. Dạ. Còn trong những trường hợp mà cái cấu trúc của một nội thất mà không thể có những yếu tố đó thì chính hướng cửa chính là hướng để chúng ta lễ ngoài trời. Dạ vâng, đây là một cái thông tin để cho là nhiều người, bởi vì bây giờ đa bộ phận ở chung cư rất lúng túng về cái chuyện đêm 30 mà cứ hỏi nhau không biết bây giờ cúng ngoài trời bằng cách nào. Đúng rồi. Đây là một cái giải pháp để cho mọi người được vận dụng ngay. Còn một cái vấn đề mà tôi muốn hỏi ông trong cái chương trình này nữa, đó là trong các cái chương trình phong thủy ứng dụng và những cái chương trình giải mã văn hóa trước đã đề cập đến rất là nhiều cái vấn đề thanh long và bạch hổ trong một ngôi nhà. Vậy thì tôi muốn hỏi ông một điều rằng là thanh long và bạch hổ rồi, vậy thì chu tước và huyền vũ trong một ngôi nhà là vị trí nào? Xin ông chia sẻ. Tôi nghĩ là chỉ đang muốn để tôi định nghĩa và chỉ dẫn lại cho chúng ta hiểu. Phong thủy là một thuật ngữ rộng, có thể chúng ta trong suốt 10 năm mới chỉ đề cập được hai vị trí trái và phải tính từ trong nhìn ra của một ngôi nhà. Dạ. Vị trí trái được gọi là thanh long, vị trí phải được gọi là bạch hổ. Vị trí trước của ngôi nhà chúng ta có tên gọi là chu tước. Vị trí hậu, tức là cái đáy nhà, đấy là vị trí huyền vũ. Vâng. Thế thì cái ngũ hành của hai vị trí này như sau. Chu tước, ngũ hành là thuộc hỏa, huyền vũ là thuộc thủy. Vâng. Như thế có nghĩa là thủy hỏa đang đối lập nhau. Cũng giống như trước sau là nghĩa đối lập. Thế còn cái thông tin của ngũ hành thì đằng trước chu tước là màu đỏ và đằng sau là huyền vũ là màu đen. Bốn vị trí thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ được gọi chung là tứ chính. Đây là một thuật ngữ quan trọng để khi chúng ta đọc các tài liệu thì chúng ta dễ sáng tỏ và dễ hình dung được các cái vận động của bốn cái phương vị này. À, bên trái là thanh long của ngôi nhà, từ trong cửa nhìn ra là thanh long. Bên phải từ trong cửa nhìn ra của ngôi nhà là bạch hổ. Đằng phía cửa nhà thì là chu tước, mặt tiền đấy, cửa nhà đi vào. Còn đằng đáy nhà là huyền vũ, ông gọi là chính hướng ạ, tứ chính. Vâng, để xác định tứ chính của cái ngôi nhà của mình đang ở, một cái cách chỉ dẫn rất là thực tế. Mà xin cảm ơn ông về những cái trao đổi trên, chúc sức khỏe ông và hẹn gặp lại ông ở những cái chương trình sau. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chương trình sau.